đây mấy cày là bao la luôn. Wow, chiếc máy cày nó đang cày quá nè. Mới cài 2-3 chiếc luôn. Bên này cắt rồi bên kia xả ha. Liên tục. Cắt là mình sẽ xả. Sập cái gì chậm dữ ta. Sập rồi. Vô gặp lùm bụi vậy không à, mà mấy miếng cặp giường là vậy đó các bạn.
nắng quá trời luôn. Nghe chị ơi, dễ gì trời, đâu dám dặn chị đâu. Tôi đâu có dám dặn bà. Vậy đó hả? Em sáng giờ em cũng trong trong. Chuyện đó, sáng giờ em cũng trong trong, không thấy chị điện, nó thôi kệ chừng nào điện, điện em đang quay ngoài ruộng. Đâu có đâu, em đi quay phim mới cắt á. Dạ. Nghe anh ý ơi. Ồ mà công nhận ông Linh thì cho bả mới điện nè. Bả nói ngày mai coi coi, bữa nay xuống không kịp, nó ngày mai xuống đủ rồi bả giao luôn. Mai không biết mấy giờ nữa. Có quá là điện vô. Ba con chim én hết hồn á, coi kìa nó bay ra. Ở đây mà nuôi yến im nữa mà. Dạ. Cắt hết trơn còn cọng nào. Đúng rồi.